Đấy thì bây giờ mọi người trông thấy dê nhổ rau nên mới thấy nó to này mọi người này. Mấy hôm trước quay cho mọi người xem thì nó héo quắt đi, nhưng bây giờ mọi người trông thấy rất là ok rồi, tươi tỉnh nhá. Đi qua thăm lúa một tí nào. Chào mọi người nha. Ok. Xin chào mọi người nha, mình là Quyết Bonito đây. Fatty ơi, chào mọi người nào. Fatty ơi, đây cơ mà. Fatty đang đòi leo lên. Nào. Fatty chào mọi người, xong người vô ajuda você subir nè. Phải chào mọi người nào, phải chào nào. Chào mọi người nha. À ok. Chào mọi người. Xin chào tất cả các bạn, mình là Quyết Bonito. Bây giờ là Quyết vừa đi xuống dưới này để cùng với bạn Dê. Hôm nay Quyết đi xe máy của Quyết, còn Dê đi xe ba gác của Dê. Quyết ra đủ, cứ ra đủ. Để Dê sẽ đưa vợ chồng Antonio xem là có đi bán rau được hay không. Đấy, ra, Fatty Subi đi. Đánh xe ba gác xuống để cho Dê đưa vợ chồng Antonio đi. Đi vào trong này để cho mọi người thăm Quỳnh một tí nào. Đây, Quỳnh con đang làm gì đây? Ta phải xem kì. À mấy đứa trẻ con đang bôi thuốc cái gì ấy cho chó à. Mụ ruồi nhiều quá nó đốt mọi người. Quỳnh chào mọi người nào. Xin chào mọi người. Quỳnh này không thèm chào mọi người, đang ăn cơm. Mấy đứa trẻ con bếp đang cháy kìa, đang ăn cơm. À có cả mèo con đây này mọi người nhá. Xin chào mọi người. Chào. Quỳnh qua là tiếng chào nè. Quỳnh hôm nay chưa thèm chào, đây là Paris tù nè. Ok. Gato nào? Paris tù bảo là có thuốc cho tiêm cho mèo không? Rồi bây giờ là trước khi các bạn đi hái rau đi bán thì bây giờ mà không biết là có bán được không, bởi vì là bây giờ trời đang âm u, khả năng dễ mưa lắm mọi người, dễ dông lắm. Nếu như mà trời dông thì mọi người không có video để đi xem bán rau đâu nữa, mà còn nếu như mà trời nó ok thì mọi người sẽ được xem bán rau nha mọi người nhé. Đây là vườn rau của các bạn đây. Chỗ này là đậu đũa, nó đã lên khá là dài rồi, thế nhưng mà chúng ta chưa kịp làm giàn mọi người. Ngày mai ngày kia Antonio sẽ đi chặt tre về để làm giàn để đậu đũa nhé. Đang leo khá là ok rồi, cho nên là phải làm giàn sớm thôi. Các bạn đi nhiều việc quá. Rồi sang bên này thì là ta có củ cải, mọi người trông củ cải khá là ok, khá là tốt nha mọi người nha. Bên cạnh này là hành, các bạn ấy ở kia phía góc này, các bạn ấy mỗi bữa nấu ăn là các bạn ấy cũng ra các bạn hái rồi, trên này phía góc này nó sẽ không được tốt, nhưng phía góc trong kia thì nó khá là ok kìa. Sang bên này thì chúng ta có cũng tiếp củ cải. Củ cải bây giờ củ đã khá là ok, khá to, đang ra rất là đều mọi người, ra đều củ lắm. Người trồng những cái luống củ cải của các bạn rất là đẹp. Người trồng hành đây, hành bên trong này nhé. Hành rất là tốt rồi. Đó. Sang bên kia chúng ta tiếp tục đi sang bên này xem này. Mọi người xem bên này là các bạn ấy có một luống ớt. Ớt này là trồng từ năm ngoái. Cái ớt này ở bên này mình gọi là ớt hôi mọi người, bởi vì ăn nó cái mùi hăng ấy, nên là ở bên này mình gọi là ớt hôi. Các bạn ấy trồng từ năm ngoái, bây giờ nó đang ra quả rồi. Đó. Một luống ớt của các bạn ấy. Ớt rất là sai quả đấy chứ. Đây tiếp tục là củ cải này. Ở bên này là cà rốt thì do cái hạt khả năng nó cũ quá cho nên là gieo nó không lên nhiều, nó nảy mầm khá là kém mọi người, chắc chỉ khoảng được tầm 40% nảy mầm thôi, nên là cà rốt không được nhiều lắm. Cà rốt nhà bạn
Đi sang bên này chúng ta sẽ có những cái ruộng rau mà vừa rồi các bạn đi phun thuốc sâu. Chính vì các bạn mới phun thuốc sâu cho nên là không ăn được. Bây giờ cái thời gian nó đã hết rồi, thời gian cách ly cấm túc đã hết rồi, thì bây giờ là rau có thể hái ăn được rồi và bán được rồi nha mọi người nhé. Chỗ này rau thì gieo ra khá là dày, thế nhưng mà nó phát triển cũng tốt, cũng kịp cho chúng ta ăn đó. Cho nên không sợ nó bị còi quá, bây giờ tỉa ăn kịp thời rồi. Bốn luống rau của các bạn ấy khá là ok, khá đẹp, nhìn xanh mướt, mướt mắt luôn. Ở đây chúng ta có thêm rau cải ngọt này. Rau cải ngọt của các bạn ấy cũng khá là ok rồi. Cải ngọt rất là to mọi người, non luôn. Rất tiếc là đợt vừa rồi nó hơi bị thiếu nước, thế nên là nó chưa được gọi là mỹ mãn lắm. Nếu như mà bữa vừa rồi đủ nước ấy, mưa nhiều ấy, thì cải nó còn to nữa nha mọi người nhé. Còn bên này là cải bẹ vàng rồi. Đu đủ và các bạn cũng đang tiếp tục lên. Ở bên này chúng ta có tiếp 4 luống cải ngọt nữa này. 4 luống cải ngọt. Lên khá tốt, khá ok luôn. Đấy, trồng ở dưới gốc cây đu đủ mọi người. Ở đây là hai bà cô ở trong xóm rừng cũng đang đi làm về đây này. Đây, hai bà cô xóm rừng với lại bạn xa bé về. Đang nói chuyện với mấy đứa trẻ con trong nhà, trong xe. Bota đi, bota đi. Ta tu bên. Xây ra gô ra. À ok. Chỗ này chúng ta có rau muống nha mọi người nha. Rau muống của các bạn đây. Rau muống cái chỗ này là đã cần phải làm cỏ rồi. Chỗ này rau muống của các bạn ấy có vẻ nó cũng bị sâu ăn này. Sâu hay là cào cào gì đó ăn đấy mọi người ạ. Nó hơi bị mất ngọn mất lá này. Các bạn phải cần một buổi dọn cỏ chỗ rau muống này nữa là ok này. Mọi người nhìn vườn rau từ ngoài này vào sẽ thấy rất là mướt mát nhé. Rất là đẹp, đu đủ nữa. Rau muống ở bên này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài xem chỗ cà chua các bạn ấy trồng. Có như hôm nay là Quyết đang review cho mọi người một loạt. Sau khi một thời gian nó hơi hơi nắng nắng một tí. Đây cà chua của các bạn đây. Mọi người trồng cà chua đây. Cà chua sắp tới cũng phải đang làm giàn luôn rồi. Tức là ngày mai ngày mốt là Antonio sẽ đi chặt một chuyến tre về để làm giàn luôn một thể cả cà chua cả chỗ đậu đũa luôn. Ngoài này thì rau gì nhỉ, rau su hào các bạn cũng đã trồng ra rồi. Ngoài kia đang thừa rất là nhiều luống kia, không biết là sẽ trồng cái gì ra ngoài đấy nữa đây. Đấy, cà chua trông đẹp chưa, lên khá là ok rồi. Mấy đứa trẻ con rất là thích thú. Nào, Maxi, desa ra, desa bai su. Nam xe ali mui tu nhá. Mày xe ki vai coi có ta ca bè kề đi đa màu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong này thăm một chút đấy nào. Đi vào đây thăm một chút dưa chuột cho các bạn xem thế nào nhá. Đây, dàn dưa chuột đây. Gì, phát ti. Đây, dưa chuột mọi người trông này. Wow. Dưa chuột đẹp chưa? Năm nay các bạn ấy có cái dàn dưa chuột khá là ok. Wow. Trông dàn dưa chuột cả bắt mắt đấy. Bên này nữa này. Rất là tươi tốt luôn mọi người ạ. Rồi, mọi người trông thấy chưa? Gà nhà hàng xóm. Bây giờ mình sẽ cùng mọi người đi theo Maxi. Đi lên trên đồi này, xem ở phía sau nhà của các bạn đi. Chỗ này thì chắc là chưa có ai quay cho mọi người xem. Ở phía sau này là các bạn đi trồng đỗ. Đỗ bây giờ lên khá là ok đây này mọi người này. Các loại đỗ của các bạn đi. Ok, aquí está Fellán con Antonio María. Se miraron.
Bác sĩ bảo đây là đỗ mà Maria và Antonio trồng đấy. Củ đậu, đậu, củ đậu. Đi lên xem củ đậu nhé mọi người. Toàn bộ cái khu vực này các bạn trồng là đỗ này. Các bạn ấy trồng khá là tặng hàng, khoảng cách cũng tương đối thưa, khá là ok. Bên cạnh chuồng dê nhé mọi người nhé. Dạ, vào mùi ra. For me, por qué? Em tao có cả mai para anh đi cô mẹ, nhá. Em tao tiền ra đôi về gì, nhá. Tao cứ đôi về, entende? Maxi bảo là dê ăn nhiều quá, dê Maxi cắt không kịp cho dê ăn. Cô đậu nha các bạn đây. Củ đậu của các bạn ở chỗ này trồng có chỗ nó hơi bị dày, có những chỗ hơi bị dày một tí này. Nhưng mà ở phía trên này thì trồng có vẻ ok hơn. Củ đậu đợt này nó hơi bị thiếu nước cho nên là nó phát triển hơi chậm hơn một tí. Nhưng mà mấy bữa nữa mưa nhiều rồi có thể là sẽ rất là ok nhé. Milu ăn ngô. Maxi bảo đi lên trên kia để xem ngô nếp Việt Nam mình sau mấy cái hôm hạn thì như thế nào nhé. Rồi, như này. Đấy, bên này vẫn là đỗ này. Nên trên chỗ chuồng gà. Trên này vẫn là củ đậu. Mấy cây thanh long này chắc là mấy bữa nữa phải cho thêm đất vào đây mà nó bị sạc rồi. Thanh long vẫn còn sống nhé mọi người. Ồ, gà, chuồng gà của các bạn đây. Con gà trống to thế. Chuồng gà của các bạn cũng rất là sạch sẽ này mọi người này. Mình cũng hơi bất ngờ này, chuồng gà sạch thế. Canh Varia Kiden Tru Maxi. Maxi á. Maxi quét ở trong này mọi người. Sạch sẽ, chuồng gà rất là sạch. Ok. Đi lên trên này. Đây, sạch sẽ anh limpu. Đây, lên cho mọi người tham quan lại kết quả của vườn ngô nếp Việt Nam sau khi nó có tí mưa mà các bạn cũng đã vun rồi này. Các bạn đã vun gỗ, vun gốc, vun rễ hết vào đây. Cuối ra đủ. Ngô. Ngô. Canh dung ta tera. Ok. Mấy hôm trước quay cho mọi người xem thì nó héo quắt đi. Nhưng bây giờ mọi người trông thấy rất là ok rồi. Tươi tỉnh nhé. Đi qua thăm lúa một tí nào. Thăm lúa sau khi nó có nước thì nó có phát triển hơn một tí nào không? À, vamos ver arroz. Lúa. Em sao chăm ăn lúa. Y gạo. Cuidado, anda, cuidado nhá. Đây. Lúa. Lúa. Lúa y gạo. Lúa y gạo. Đây, lúa đây, lúa của mọi người đây. 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 Chỗ này vẫn khô cho nên là vẫn ra chậm này mọi người này. Đấy, thấy không? Ok, lúa thì tình hình là cứ như thế này thôi. Lúa chắc là cần phải thêm nước, phải một hai trận mưa nữa để xem nó có ok hơn không. Nhưng mà ở bên này chính là cái ruộng ngô nó khá là ok rồi. Wow. Đó. Tuyệt vời nhé mọi người. Hiện tại Quyết với Dê đang đợi các bạn đi về nhưng mà khả năng các bạn làm lâu quá chưa về mọi người. Ở đây Nelson đã về rồi đây này. Nelson chào mọi người đi. Oye, planta tudo já, semear tudo. Plantar todo não, só plantei 2 kg de feijão. 2 kg de feijão? Sim. Acabado o espaço? Não, só embaixo que falta. Ok. Đấy, Dê, Nelson cũng đã trồng đỗ rồi mọi người. Bạn đi. Bây giờ bạn về, bạn đang gọt sắn đây này. Tông thì vẫn đang ốm, tông cho ốm cho về nghỉ trên thành phố rồi mọi người nha. Có thuốc ở trên đấy này, bạn nghỉ trên thành phố rồi. Thế là vợ chồng Antonio với Maria đang làm để trên kia không xuống được, hôm nay là không đi bán được rau cải.
Nên là các bạn ấy bảo là dê về thì nhổ một ít rau về mà ăn. Đấy, thì bây giờ mọi người trông thấy dê nhổ rau nên mới thấy nó to này mọi người này. Đấy, mọi người trông này. Nhổ lên cây khá là to đấy mọi người. Dê mốt ra, nhìn đã mốt ra nhé. Dạ về. Tá, aqui escolher casa, escolher cova. Uhum. Sim, sim, doutor. Vai em casa, pode neném comer. Ok. Sim, sim. Như vậy là chúng ta hôm nay thất hẹn bán rau mọi người, thất hẹn bán rau. Nhưng mà vẫn có rau về cho để cho dê ăn. Dê là bạn dê chứ không phải là con dê nhé mọi người nhé. Ok, phát đi, phát ra kìa. Đây còn Fatty này. Fatty thì cứ ngồi trên xe để treo kiểu các chú các bác. Kê, hả? Tên kê. Pha là. Hả, canta đi, pha canta nào. Thì con rông mẹ. Mẹ thương con. Canta mai. Dua đã. Đánh dua đã. Fatty thì li 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 li. Dạ, mete ra dentro, assim tá boa. Bạn dê trông thế thôi nhưng mà khá là thân thuộc, khá là thân quen với nhà Antonio rồi mọi người. Thế nên là ở dưới này các bạn ấy có cái gì mà không riêng gì dê đâu, mà những người khác đi xuống dưới này các bạn có cái gì là các bạn đều có quà cho đấy. Đều có quà đấy. Nhưng mà dê thì có vẻ như đặc biệt hơn một chút. Thì là trước đây khi mua dê, đi mua ấy các thứ thì dê cũng giúp mà. Đi mua dê, đúng rồi, đi mua dê thì dê cũng rất là nhiệt tình ấy. Đấy, trẻ con bẻ cả xoài cho dê đây này. Cái đùm này là đùm xoài nhé mọi người nhé. Mình sẽ để cho dê về trước mọi người. Dê sẽ về trước nhé. Dê sẽ về trước, còn mình sẽ về sau. Yeah, man. So que la Maria bảo là dê sao không lấy nhiều thêm vào. Maria bảo dê lấy thêm nhưng mà bạn lấy thế rồi. Ra, Fatty, ra, xay ra. Ok nhé mọi người, hôm nay không đi bán được rau. Thế thì video hôm nay sẽ kết thúc ở đây thôi. Để hôm khác thì là vì hôm nay các bạn đang bận quá. Các bạn đang trồng cấy rất là nhiều ở trên đồi rồi. Ngày mai có thời gian rảnh thì các bạn sẽ đi bán rau cho mọi người xem. Dê sẽ đi về trước để mua một thứ đồ cho mình. Tony vai se da cidade. Sim. E cidade. Sim. Ah, subi já. E cidade. Mora lá, já? Dormi lá. Não. Não? Rồi, để cho Dê về đi. Mấy đứa trẻ con mà mỗi lần thấy xe xuống là vui lắm, thích lắm. Đấy, vẫn đang đuổi theo xe kìa. Volta ra, volta ra, volta, volta. Hoje já cava muito ali. Ali. Não consegui cavar porque tava achando uma parte do coiso. Okay. A jingoba e semeou os 2 kg de coiso, de feijão. Ok. Yeah. Ok, thế rồi video hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây nha mọi người nha. À, chào mọi người đi. Ok. Chào Fatty, chào mọi người. Chào mọi người, tên Johnny. Xin chào mọi người nha. Ok. Bobe. Canera. Fatty, bây giờ con Quỳnh đi. Quỳnh ta vi kìa.
hai chị em chơi với nhau nha mọi người nha. Quỳnh Con bây giờ chơi có bạn chơi với Fatima rồi. Chơi vậy. Quỳnh Con đúng bây giờ là chiếm sóng của Fati. Ok, chào mọi người nhé, mình đi về thật đây. Chào chào. Chào. Chào Quỳnh.